điều 50 bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 7 tội là tử hình. Cáo vào cái án tử hình. Tôi chỉ xin khuyên tòa khoan hồng cho cháu tôi với mức án chung thân thôi, để cháu sau này nó lao động nó còn quay về. Công việc dẫn giải các bị cáo đến tòa bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Các biện pháp bảo đảm an ninh cho phiên tòa được triển khai hết sức nghiêm ngặt với nhiều hàng rào bảo vệ bên ngoài lẫn bên trong tòa án. Rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tại sân tòa án trong trật tự để tận mắt nhìn thấy Nam Cam và đồng bọn, đồng thời theo dõi phiên tòa qua hệ thống loa phóng thanh. Khu vực xét xử gồm 3 phòng lớn thông nhau đã thật sự quá tải với khoảng 600 người gồm các bị cáo, lực lượng cảnh sát bảo vệ, những người bị hại, người làm chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các luật sư bào chữa. Trước giờ khai mạc phiên tòa, hàng trăm phóng viên nhiếp ảnh, truyền hình trong nước và quốc tế đã được hội đồng xét xử cho phép vào phòng xử án ghi hình, chụp ảnh. Đúng 8 giờ 30 phút, chủ tọa phiên tòa ông Bùi Hoàng Danh thay mặt hội đồng xét xử đã đọc quyết định đưa vụ án và các bị cáo ra xét xử và tuyên bố khai mạc phiên tòa. Sau khi công bố danh sách những người tiến hành tham gia tố tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tiến hành việc thẩm tra căn cước các bị cáo. 155 bị cáo và 81 luật sư bào chữa có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, trong số 40 người bị hại chỉ có mặt 16 người. Trong tổng số 234 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vắng mặt gần một nửa. Gần 2/3 số người làm chứng cũng không có mặt tại phiên tòa sáng nay. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn được tiến hành bình thường. Đây là Trương Văn Cam, tức Nam Cam. Sinh năm 1947, trình độ văn hóa lớp 3/10. Nam Cam đã có một tiền án về tội giết người trước năm 1975. Sau năm 1975, có tổng cộng 5 tiền sự về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bị bắt giam ngày 12 tháng 12 năm 2000. Áp dụng điểm A, B, khoảng 3, điều 289, điểm A, B, khoảng 2. Mọi người đứng dậy. Tôi thay mặt hội đồng xét xử xử phạt Trương Văn Cam như sau: tử hình về tội giết người, tử hình về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 7 năm tù về tội đánh bạc, 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội tổ chức người khác trốn nước ngoài trái phép, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Áp dụng điều 50 bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 7 tội là tử hình. Khoảng 1 điều 104, khoảng 1 điều 230, điểm B, quy khoảng 1 điều 46, điều 50. Tù chung thân về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích giết người. Áp dụng điểm D, D, R khoảng 1 điều 101, điểm Y khoảng 1 điều 39 bộ luật hình sự năm 1985. Xử phạt Hồ Thanh Tùng, tức tụng điểm D, D, R khoảng 1 điều 101, khoảng 1 khoảng 2 điều 200. Xử phạt Châu Phát Tây Em, tử hình về tội giết người. Áp dụng khoảng 2 điều 196 bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, điều 135 bộ luật hình sự, chấp nhận việc rút truy tố của viện kiểm sát dân. Áp dụng điểm A, B khoảng 3 điều 289, điểm A, B khoảng 2 điều 248, điểm A, B khoảng 2 điều 249 và lợi dụng chức vụ để trục lợi. Bị cáo Nguyễn Thập Nhất bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có quyền lợi và chức vụ để trục lợi. Hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an
một số bị cáo và luật sư đưa ra những chứng cứ, những tình tiết giảm nhẹ mới phù hợp với quy định pháp luật nên hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng nghị. Hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ kháng nghị của Trương Văn Cam về hành vi đưa hối lộ và giết người, do Trương Văn Cam đã chỉ đạo Dương Ngọc Hiệp và một số đàn em hối lộ nhằm thoát tội và hối lộ để tổ chức đánh bạc, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hải giết Vũ Hoàng Dung. Hầu hết các bị cáo tham gia giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn cũng bị bác kháng cáo. Riêng bị cáo Hồ Thanh Tùng bị tuyên tử hình trong bản án sơ thẩm đã được chấp nhận kháng nghị giảm nhẹ hình phạt do đưa ra được một số tình tiết giảm nhẹ mới. Có 14 bị cáo được chấp nhận kháng nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ, trong đó có Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thập Nhất, Trần Mai Hạnh, Võ Quang Thắng. Các bị cáo Bùi Anh Việt, Bùi Quốc Huy, Dương Minh Ngọc, Hoàng Linh, Phạm Sĩ Chiến cũng bị bác kháng cáo. Sau khi công bố bản đánh giá chung, chiều nay hội đồng xét xử đã tuyên từng bản án đối với các bị cáo. Trương Văn Cam bị tuyên xử tử hình, tổng hợp hình phạt của các tội danh đưa hối lộ, giết người, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, cố ý gây thương tích. Cùng lãnh án tử hình còn có các bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Phạm Văn Minh. Bị cáo Trần Mai Hạnh bị tuyên phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Võ Quang Thắng bị tuyên 7 năm tù về hai tội, là một bản án nghiêm khắc, mang đậm tính pháp chế xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện tính kiên quyết trong việc tấn công tội phạm, đáp ứng mong mỏi của dư luận, góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tử hình về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội đánh bạc, 10 năm tù hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 3 tội. Những cái thành phần mà tham nhũng đó, nó hạn chế rất là nhiều. Đây là vụ điển hình của cả nước, cho nên là khi mà tất cả là toàn dân cả nước mà nghe qua cái truyền hình thì những người mà có chức danh thì chức vụ thì người ta sẽ có cái việc cân nhắc hơn. Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung. Tiếp tục tạm giam tất cả các bị cáo, 155 bị cáo. Về phần hình phạt chung. Để của tòa án ấy là xử đối với từng đối tượng, từ cơ quan có chức quyền và những cái người dân và những cái xã hội đen là sẽ xử lý ra làm sao cho nó thỏa đáng với nguyện vọng của người dân ấy, để sau này không có tái diễn cái trường hợp này nữa. 3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp tòa án nhân thành phố Hồ Chí Minh. Hai tuổi mấy, gần 3 tuổi, cha nó chưa nghe. Đem cháu tôi vào cái án tử hình.
Tôi chỉ xin khuyên tòa khoan hồng cho cháu tôi với mức án chung thân thôi, để cháu sau này nó lao động, nó còn quay về với gia đình và con của nó đây nè. Chị tên là khó khăn lắm. Đây là cha của Hồ Thanh Tùng. Áp dụng điểm B, D, 2, Lê Văn Thơm, Đỗ Đạt Giang. Của nhà nước tôi cũng không biết. Mà chị có hy vọng? Tôi cũng không biết được, tại ba tôi như cá nằm trong thớt giờ, ai muốn làm sao làm, tôi không biết được.